Quang Đậu xin chia buồn cùng gia đình qua bài thơ của chị Nguyễn Kim Sơn viết về người bạn, người em là chị Trà. Quang Đậu mượn bài thơ đó, Quang Đậu sẽ cầu nguyện linh hồn của chị Trà về nơi vĩnh hằng, xin được hát đưa linh cữu chị Trà về nơi an nghỉ cuối cùng. Nam mô A Di Đà Phật.
lòng chung trao gửi muôn vàng lời thương. Chiều xuân giọt nắng vươn vương tiễn đưa mòn khung đoàn trường gửi em, tiễn đưa mòn khung đoàn trường gửi.